急匆匆，当儿女也多情。Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Giải trí Võ Lâm 2 và các bạn đang được xem trên kênh Tiểu Long Du Ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong những ngày tháng vừa qua. Và không nói nhiều nữa, lôi thôi nữa thì Long muốn ở cái hải bảy này các bạn. À quên mất, Long đang ở cái hải bảy tàng kiếm các bạn. Hôm nay là Long làm riêng một cái video đánh con boss này cho nó sướng các bạn. Thôi không nói lôi thôi nhìn dài dòng nữa. Thì hôm nay Long có một em năm dọc các bạn. Dù đây, em năm dọc đây. Dù mặc dù nó rất là cùi nhưng mà không sao. Cùi vấn đề kệ nó cùi các bạn. Miễn sao nó giữ được con boss này cho Long là được rồi. Cố lên nhé em năm dọc nhé. Cố hoàn thành cái trách nhiệm của mình nhé. Đây rồi, đây rồi. Đây các bạn này. Cố giữ nhé. Đấy. Cố giữ nhá em năm dọc nhá. Đấy các bạn nhớ chưa? Đấy. Cố đứng đây là đấy, cứ làm chiều như thế cho Long. Rồi, tiếp theo đó là Long sẽ lấy Thúy Yên Minh Giáo ra. Đam con quái các bạn. Đấy. Đam con quái. Rồi ok. Đứng từ xa vậy. À đứng gần như này cho máu. Rồi. À, bước tiếp theo nữa là lấy ngang mi kiếm các bạn ơi. Long sẽ phóng to cái này như vậy. Đấy, Long chỉ có băng đấy phái thôi. Một số người họ khuyên phái khác nhưng mà đánh cho nhanh. Nhưng mà mình Long chỉ có băng đấy thôi. Và Long sẽ hồi dùng cái chiêu này các bạn. Chiêu quan âm khuyết để giết con boss. Đấy các bạn này. Ngam chủ yếu là ngam mi giết đấy nhá. Còn các phái khác không giết được. Đấy. Đấy quan âm khuyết này. Đấy các bạn nhìn thấy máu con boss nhá. Nó xuống từ từ chưa. Đấy, nó phải đầu hàng trước Nami. Đấy, các bạn thấy chưa? Và Long sẽ bật chế độ bình thường lại, không bật chế độ BK nữa. Đấy, mọi người là thế, định anh em. Ok. Đấy, các bạn thấy chưa? Máu đang xuống từ từ đấy, xuống từ từ. Để Long tắt vậy tiếng nhạc đi đã. Rồi, ok. Vâng, xin chào các bạn nhé. Chúng ta đang ở ải 7 các bạn, ở ải 7 tàng kiếm. Và nói chung là các bạn đang được xem ải 7 tàng kiếm ở bên server Phục Hồ. Long đang ở server Phục Hồ các bạn. Mục đích hôm nay thì đi tàng kiếm xong rồi. Vàng thì giới tí báo cáo với các bạn xong. Và chủ yếu là báo cáo với các bạn là hôm nay Long sẽ giết con boss này. Mặc dù nó rất là được ít dương nhưng mà Long sẽ giết nó. Bởi vì nó cho rất là ít dương, bực mình là giết nó luôn. Đấy các bạn thấy chưa? Chúng ta dùng quan âm quyết. Đây, cái chiêu này của Nami kiếm. Chúng ta đánh. Còn năm dọc vào bao vây hỗ trợ Minh Giáo. Đấy, Long sẽ ăn thật nhiều. Và Thiên Hương Quyền vào hôi một tí các bạn. Đấy, hôi. Phái lội. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Máu đang xuống kìa. Xuống ầm. Đấy, nó xuống ầm luôn đấy. Đấy, cắt điệp thối luôn cho nó. Đang được tí nào hay thì đấy. Còn chủ yếu là Ngami kiếm đánh các bạn. Đây, Ngami kiếm đây. Nó sẽ bút cho. Đấy, máu nó xuống rồi đấy các bạn ơi. Còn năm dọc thì đây. Năm dọc thì đang giữ con boss. Cố lên nhé. Cố lên nhé. Đây. Xong à. Cho nó vẩy cái chiêu này liên của tàng luôn. Đấy các bạn thấy không? Ngami kiếm liên tục được dùng quan âm quyết để nhưng mà so với phái của mình thì là phục hồi sinh lực mà chúng ta đam vào quái thì nó sẽ giảm cái sinh lực của quái xuống mà máu nó sẽ hết. Ok, đây là Thiên Hương Quyền vào ăn hôi các bạn. Và Long đang ở bên server Phục Hổ. Và anh em nào mà không bạn bè hoặc là đơn côi là sang server Phục Hổ đi phó bản hoặc là đi Tử Quang Cát hoặc là đi Thái Hư cùng Long nhé. Đang đơn côi một mình đây các bạn, đơn côi giữa Võ Lâm 2.
Mặc dù là có chơi nhưng mà đang đơn côi. Ê, đấy. Các bạn thấy không? Nó sắp chết rồi đấy. Đấy, còn 11% nữa thôi. Ôi ôi, đừng chết nhé. Đừng bảo chết vụ này, sợ đừng im hết cái này. Ôi ôi, đừng im, đừng im. Đừng để cho nó vẩy một phát là chết cả loot. Ờ được rồi, may quá, may quá. Đấy, Nga Mỹ Kiếm vẫn liên tục dùng chiêu này. Quan Âm Quyết các bạn. Thật ra là đánh con này nó cũng chẳng có vàng nữa các bạn. Chỉ là làm video cho anh em xem cho nó vui thôi. Anh em thấy hay đăng ký ủng hộ chia sẻ nhé. Chứ có đánh con này được có 7 vàng đấy các bạn. Đấy, nó chết rồi, nó chết rồi. Thời khắc của nó đã chết. Rồi, chúng ta kiểm tra Dương nhé. Long Hoa sân đấy ác vô môn phái rồi. Đây, nhặt ngay. Mấy vàng. Ôi, đủ má là không chịu quá các bạn ơi. Ức vãi, đậu xanh thật. Xem còn ác nào có chìa khóa không này. Trời ơi. Trời ơi. Vâng, kêu trời chả thấy đâu cả. Vâng, hôm nay lại xui rồi. Đấy. Chả lấy cái chìa khóa nào luôn. Xem Thúy Yên có cái nào này. Ôi, cũng không có. Vâng, đây là một dàn ác bên Phục Hổ các bạn. Bên Phục Hổ nhá. Long đang đi tàng kiếm ở bên Phục Hổ đấy. Và có một em Minh Giáo này, mặc quần áo áo lễ tình yêu ấy, ngày 14 tháng 2 vừa rồi các bạn. Vina Game nó cho chúng ta miễn phí. Đấy, và chúng ta làm nhiệm vụ chúng ta nhận được. Và có video Long làm đấy. Và rất là đẹp trai các bạn ạ, đẹp trai. Các bạn thấy đẹp trai không? Thôi, mặc dù đẹp trai thì cái này cũng bỏ. Mà nó chỉ có 7 vàng thôi, chúng ta không nên tiếc. Đấy, chúng ta có thể là đấy, về thành vậy. Vào ải tiếp theo á. Vào. Vào ải tiếp theo là đưa về tận nhà luôn đấy các bạn. Đấy. Thế mà bảo vào ải tiếp theo. Và mục đích hôm nay đi thì Long kiếm vàng để đổi yếu kiếm cấp cao các bạn. Xem nào. Đây là 1k vàng này. Đấy, các bạn nhìn thấy 1k vàng chưa? Và Thiếu Lâm Quyền có một 600 vàng nữa. Gọi là 1k6. 1k6 các bạn, đổi được một yếu kiếm cấp cao. Quan trọng là xem hôm nay ở server là họ có bán nữ hoa không ấy. Nữ hoa để chúng ta rút yếu quyết ra. Còn hôm nào Long đi đổi thì Long sẽ làm video hú các bạn nhé. Long hú các bạn đi theo. À xem. Đây này. Đấy. Server rất là đông các bạn. Đông như kiến cỏ. Đây. Đây. Rất là đông. Các bạn thấy không? Đi dẫn lên nhau luôn này. Đấy là giờ này, giờ giải lao nhé. Họ đang treo. Còn chứ rất là đông đấy các bạn. Đặc biệt là cái Eleven đợt này nó không có nữ hoa các bạn. Nên là rất là khó mua. Đấy, con công bên này giá 30 vàng. Vàng này chắc giá 5 vàng 5 các bạn. Vàng là server 5 vàng 5. Phục Hổ nhá. Đấy, Long có thể đi mở cho các bạn xem từ từ. Sau đây có con này không ý viễn. À, sự kiện này không có nữ hoa mới đau nhé. Thế làm sao mà Long rút được yếu quyết ra khỏi mật tịch nhỉ? Rồi Long ép mật tịch cấp cao vào. À, yếu quyết cấp cao vào. Trời ơi, không thấy đâu. Vào tay chúng con. Chắc phải đợi sự kiện đến sau mất đây. Hôm qua có thấy cái đứa nó bán 100 vàng một cái. Vậy mà không mua luôn. Có hai cái mà không mua luôn thì mới đau. Hôm nay tìm chả thấy. Không có các bạn. Không có nữ hoa để rút yếu quyết ra khỏi mật tịch này. Đấy,
rất là đông anh em. Đấy, thán nhất lạnh 90 vàng. Bát nhạc chứng thư này 11 vàng, kinh thế, đắt thế, có giá trị thế. Thường thường là bán có mấy vàng thôi mà. Rồi, không có đâu. Bộ này là không biết bạn đến bao giờ mới đổi được yếu kiếp cấp cao đây. Này phải đi tìm nữ oa các bạn, đi tìm nữ oa để rút yếu kiếp ra. Rồi chịu chết rồi. Quan công 30 vàng, đấy, bán nhã 45 vàng. Vậy thì là to rồi các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ video. Chủ yếu hôm nay là quay về con boss hải 7 tàng kiếm thôi. Chứ mật tịch cấp cao thì hôm nào Long sẽ giới thiệu sau. Khi nào mà có lữ hoa họ bán ấy, thì Long sẽ rút ra và còn Long phi vào bản đồ ma vực để đổi cho các bạn xem. Và hôm nay thì chịu rồi vì không có nữ hoa. Và nếu mà đổi yếu quyết cấp cao về mà không có nữ hoa thì không rút được yếu quyết này ra khỏi mật tịch thì nó cũng thế thôi. Thì thế mà Long tạm thời chưa làm video được. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Cảm ơn các bạn đã xem like ủng hộ video. Và chúc các bạn ngày đầu tuần vui vẻ. Và cảm ơn anh em đã quan tâm. Ok, bye bye. Bye bye các bạn nha.